Xin kính chào các quý vị. Vâng, đây là một dòng Suprel. Đây là dòng T9X thay thế dòng T9Y cũ trước đây. Qua giai đoạn phát triển và mỗi một chuỗi hình thành qua thời gian và xem cái nhu cầu của khách chơi cũng như cái tiêu chí của người chơi của các audiophile không những trên của Việt Nam mà trên toàn thế giới thì hãng Rel này sẽ đưa ra một cái tiêu chí để nó có cái sự thay đổi gì khác biệt. Và hôm nay tại shop Audio Thiên Hà thì dòng Suprel này được cập bến và chúng ta cùng xem và khui thùng xem cặp Suprel T9X này nó có gì mới lạ. Đầu tiên khi chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ thấy đây là model T9X. Vâng, 22 cân 650 gram. Và bên này thì nó là màu đen piano, màu black piano. Và nó có thêm một cái màu piano màu trắng nữa. Đó, các bạn có cái sự lựa chọn. Còn nguồn điện thì theo tiêu chuẩn thì là 220-240. Đó. Với những dòng Suprel này vì cái xu hướng của người chơi thiên hướng về nghe những dòng nhạc cao cấp. Khi đưa dòng sản phẩm này vào thị trường chơi thì đã được có gây được cái tiếng vang rất là tốt cho mọi người có một cái sự cảm nhận. Đây là cái catalog của hãng. Và kèm theo cái súp này thì nó sẽ có một cái dây nguồn từ 7m đến 10m này của hãng để cho mình có một sự kết nối. Còn các bạn khi không kết nối thì có thể sẽ dùng dây riêng hoặc là nếu không thì các bạn có thể là chơi những cái đồ độ của hãng, của bên hãng Analysis thì người ta cũng cung cấp cho các bạn những cái dòng cao cấp như thế này. Và thùng này thì được đóng trong thùng xốp với 4 chân rất là chặt thế này thì khi các bạn vận chuyển thì các bạn cũng hoàn toàn là yên tâm. Và tôi đã tháo cái phần xốp này ra và bên này thì bây giờ thì hãng cũng đã gia cường thêm về những cái dòng xốp này. Bây giờ là có được thêm những cái tấm mút như thế này. Và trên đây là một cái khăn chùm ở phía ngoài. Đẹp quá các bạn ạ. Vâng, cái sự cải tiến đã cảm thấy nó nâng lên rất là nhiều với cái mặt ở phía dưới bằng carbon này nhìn trông rất là cái độ bóng của cái màng loa cộng thêm với gân cao su này, cộng thêm bốn cái chân đế này và đã làm được thêm cái sự rất là đẹp với cái hàng chữ ở đây trông rất là luxury đẹp. Còn bây giờ tôi lại đưa cái này vào xong đó sau tôi mới sẽ lật. Cái năm nay thì nó có thêm một cái tấm mút này để bảo vệ khi chống sốc, tức là khi mình đi thì nó không bị lắc ngang, mình đặt thùng thì nó cũng sẽ không bị. Ôi trời, sự tuyệt vời các bạn ạ. Năm nay thì đầu tiên thì khi chúng ta nhìn chúng ta đã thấy cái sự mềm mại của cái súp này hơn, tức là với các cái đời súp TI kia thì nó sẽ có cái độ này nó sẽ vuông thành. Còn cái đây thì nó sẽ làm kiểu dạng bom bê thì người ta nhìn trong cái súp này nó có cái sự mềm mại hơn. Còn bây giờ thì tôi sẽ để chiếc súp này ra phía ngoài và chúng ta cùng trải nghiệm. Vâng, với mỗi một cấu trúc, một thiết kế, một cái sự thay đổi là đã làm đau đầu các kỹ sư. Nhưng mà đến cái thời điểm này thì tôi nhìn cái dòng Suprel tôi thấy rất là đẹp. Cái thứ nhất là mặt e-căng nó được làm không vuông thành sắc cạnh nữa mà nó chuyển sang làm ở cái độ mềm mại hơn. Thứ nhất là nó là cái sóng đứng, cái thứ hai là khi mà nhìn trong cái súp này thì mình sẽ thấy nó thu gọn lại rất nhiều so với cái bản gốc. Phần thứ hai là cái phần bát chính của Suprel dòng T9 này. Thì các bạn thấy là cái sự rel và chất acoustic này thì người ta đã làm thêm cái gân loa này. Nó có cái độ đầm, độ dày và cái sự chắc chắn qua các cái vít để bắt vào cái xương loa này, vào thùng loa. Vì cái yếu tố của cái loa này nó rất là nặng khi nó là loa súp. Nên coi như cái sự ổn định và cái sự dao động của cái màng loa cũng như là cái kết cấu của loa thì nó rất là quan trọng. Và súp này thì nó có một cái công suất lên tới 300W. Nhưng mà người ta lại dùng đây là mạch class AB.
Nên khi mình quay về bằng này thì mình sẽ thấy là nó có một cái tấm tản nhiệt tương đối là lớn. Đó, nếu mà mình dùng mạch HD thì nó là mạch nguồn rung thì người ta lại sẽ không phải dùng nhiều đến cái hệ thống tản nhiệt này, mà người ta đây dùng class mạch class AB. Và nó có thêm một hệ thống kết nối đầu tiên để cho mình có thể hệ thống kết nối với hệ thống của không dây, tức là mình dùng bằng hai cái định dạng array ở trên này để định dạng ấy trên này để mình kết nối cùng với cả một cái cuộn háp để mình kết nối ở định dạng không dây vào, để khi mình chơi thì mình sẽ tiện dụng hơn là mình để chỗ nào giúp lại trong phòng cũng có thể kết nối được, nhưng mà cái đó thì lại phải mất thêm một khoản chi phí. Còn về phần bên này thì nó cũng giống như các dòng sản phẩm lớn thì nó đều có low và high và crossover và điểm cắt tần và cái đảo pha 180 độ. Tức là khi mình để ngược thì mình sẽ bật lại bên này, để khi đó thì súp nó sẽ đánh ngược lại và nó không bị triệt tiêu pha. Vì nếu mà hai đường âm trầm với nhau mà nó cùng hướng với nhau mà nó quay mà lại không làm triệt tiêu pha thì không làm đúng pha thì nó sẽ thành bị triệt tiêu pha và đường dẫn âm sẽ bằng không. Đó. Còn về phần dẫn vào thì nó sẽ có dùng một dây Neutrik mà tôi đã giới thiệu với các bạn. Và với hệ thống này thì các bạn có thể kết hợp cả trong những hệ thống xem phim. Tức là nó có một cái sự tiện lợi khi mình dùng vừa là hệ thống xem phim vừa là hệ thống nghe nhạc. Nhưng mà trên vấn đề của súp đeo này thì tôi chú trọng vấn đề nghe nhạc thích hơn. Vì đây là một cái súp mà nó có một cái dài trầm xuống rất là sâu và lý tưởng. Và dài trầm của dòng súp đeo này nó xuống đến tận 27Hz. Và công suất thì là 300W. Thì tôi nghĩ là với những tiêu chí như thế này mà để chơi những đôi loa cây hoặc là những đôi loa bookshelf ở trong một cái phòng trên dưới 25m đổ lại mà mình muốn cần thêm một chút trầm nữa và nó sẽ bù lại cái phần trung trầm thì đây là một cái ý tưởng rất là hay của dòng Supreo này khi đưa cho các bạn, tức là không phải đầu tư quá nhiều tiền về phần loa để có được một tiếng trầm như mình mong muốn. Vì tiếng trầm của trong loa thùng thì đa phần là khi nó bị sóng âm nó dội thì nó sẽ sinh ra một cái sóng đứng và cái người nghe thì người ta sẽ thấy cái tiếng y âm nó rất là khó chịu. Nhưng với cái súp này thì mình có thể cắt theo cái crossover theo như cái phân tần của cái kết hợp cùng với cả loa phăn đằng trước thì là nó sẽ tạo ra được một cái tiếng trầm nghe nó mềm mại, êm sâu hơn. Nhưng ngược lại thì qua sử dụng cả và nghe nhiều dòng súp đeo này thì cái trung trầm mới là cái quan trọng mà tôi thích nhất chứ không phải là cái tiếng trầm. Cái trung trầm thì nó sẽ đan xen vào giữa cái loa phăn và loa súp này thì nó sẽ tạo được ra cái độ dày ấm, nên khi các bạn nghe có tiếng súp này thì các bạn sẽ nghe thấy âm thanh nó sẽ có cái độ dày ấm hơn và cái độ nhạc tính thì nó sẽ ủn lên một nấc nó rõ rệt hơn. Đó là một cái tiêu chí rất hay của dòng súp Supreo để khi đưa lại cho các bạn. Còn với những cái dòng súp hơi thì là các bạn sẽ nghe nó sẽ rất là khó chịu, và những dòng súp đó thì người ta chỉ phục vụ cho các quán karaoke hoặc là các hội trường lớn. Vì các súp đó thì ăn theo phần công suất, nhưng mà những súp này thì nó lại ăn theo cái phần âm ly của công suất âm ly tín hiệu, nhưng mà nó là công suất thực ở trong âm ly này thì mình sẽ chỉnh được nó giống như cái volume thôi nhỏ. Đó là một cái tiện lợi khi mình chơi nó rất là chủ động và hay. Với một tiêu chí này thì tôi sẽ để dành súp đeo này với một clip sau là tôi sẽ ghép cùng với những đôi loa bookshelf có những giải âm thanh hoàn hảo và hay nhất để cho các bạn có một trải nghiệm thực tế. Vì tôi muốn đưa tới cho tất cả các bạn chơi audio cũng như là các người đam mê, các bạn đam mê về dòng nhạc thì mỗi một dòng loa nó có một cái thế mạnh, và trong đó với riêng về phần loa trầm thì tôi rất tin tưởng về dòng Supreo sẽ giúp cho các bạn tìm được một nốt trầm, một giải âm trung đẹp, một giải nốt trầm tốt và có một hệ thống hoàn hảo với sự hiện diện của Supreo trong bộ dàn của mình. Xin hẹn các bạn vào episode sau.